Vâng, xin được nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các học sinh đang về với chương trình trao học bổng Hoa Cúc Trắng tại trường Trung học cơ sở Liên Hà, huyện Lâm Hà. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, xung quanh chúng ta vẫn còn đó những em nhỏ thật sự hiếu học, có khả năng và có thành tích học tập tốt, nhưng vì số phận, vì những éo le của cuộc đời mà các em phải dở dang kèn sách và rẽ sang những bước ngoặt không thể lường trước của cuộc đời mình. Và đó cũng chính là lý do mà chương trình Hoa Cúc Trắng tiếp tục lên đường, tiếp tục cùng với những tấm lòng nhân ái gần xa đến với các em để trao cho các em những hy vọng và mở ra những tương lai tươi sáng hơn cho những bông hoa cúc trắng có nhiều nghị lực. Và xin được mời Ngọc Anh, bông hoa cúc trắng của chương trình cùng lên sân khấu. Vâng, chúng ta hãy dành tặng cho Ngọc Anh một tràng pháo tay để cùng cổ vũ tinh thần cho em ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn thầy cô và các em học sinh rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và suất học bổng đầu tiên trao tặng đến Ngọc Anh ngày hôm nay là phần học bổng đến từ Quỹ học bổng Hoa Cúc Trắng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, trị giá 5 triệu đồng. Và với suất học bổng này, chúng tôi xin được kính mời chị Vân Hảo, đại diện của chương trình, sẽ lên trao tặng đến Ngọc Anh. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay Quỹ học bổng Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng của tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng có suất học bổng là 500.000 đồng trao tặng tới em. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Minh Đức, chuyên viên tỉnh đoàn, sẽ đại diện đơn vị lên trao. Xin được kính mời anh Nguyễn Văn Thảnh, trưởng phòng kinh doanh marketing công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đại diện cho công ty, ngày hôm nay cũng có phần quà là 5 triệu đồng trao tặng tới Ngọc Anh, bông hoa cúc trắng của chúng ta. Và tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời phần quà đến từ công ty xăng dầu Lâm Đồng, phần quà 2 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời anh Hoàng Văn Nhân, đại diện cho công ty xăng dầu Lâm Đồng, sẽ lên trao. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ công ty điện lực Lâm Đồng. Từ chương trình tiết kiệm điện của công ty, cứ mỗi kilowatt thì sẽ tiết kiệm được 1 đồng và gửi trao đến chương trình. Thì ngày hôm nay, công ty có phần quà trị giá 2.299.761 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Và chúng tôi xin được kính mời anh Đỗ Văn Tuấn, Bí thư đoàn Thanh niên Điện lực Lâm Hà, sẽ đại diện lên trao. Xin cảm ơn anh ạ. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhôm Lâm Đồng TKV, ngày hôm nay cũng có phần quà 2 triệu đồng gửi tặng đến Ngọc Anh của chúng ta. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Trần Thị Hồng Hạnh, Bí thư huyện đoàn Lâm Hà, sẽ đại diện cho công ty nhôm Lâm Đồng lên trao đến Ngọc Anh. Về phía huyện ủy Lâm Hà, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Khanh, đại diện cho ban dân vận huyện ủy, sẽ lên trao tặng đến Ngọc Anh phần quà trị giá 1 triệu đồng. Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 2 triệu đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Trọng Ân, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà lên trao. Về phía phòng giáo dục huyện Lâm Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời ông Phạm Ngọc Trung, chuyên viên phòng giáo dục huyện, sẽ đại diện lên trao. Chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Năm, phó phòng lao động thương binh xã hội huyện Lâm Hà, đại diện cho Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Lâm Hà, cũng có phần quà 2 triệu đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Về phía huyện đoàn Lâm Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng gửi trao đến bông hoa cúc trắng của chương trình. Chúng tôi xin được kính mời chị Trần Thị Hồng Hạnh, bí thư huyện đoàn lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời ông Nguyễn Bá Thơ, phó trưởng công an huyện Lâm Hà, sẽ đại diện cho công an huyện. Ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Tiếp theo, về phía Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời Thiếu tá Đinh Nho Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà, sẽ đại diện lên trao. Tiếp
theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ chùa Bửu Liên ở thôn Thanh Hà, Liên Hà, phần quà 2 triệu đồng. Xin được kính mời sư cô Khánh Vi sẽ đại diện cho nhà chùa lên trao. Tiếp theo, về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Hà, xin được kính mời ông Nguyễn Đăng Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Hà sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo, về phía Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 1 triệu đồng. Chúng tôi xin được kính mời bà Đoàn Thị Tố Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà sẽ lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin mời phần quà đến từ cửa hàng Honda Trung Thạch ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, phần quà 5 triệu đồng. Xin được kính mời anh Phạm Quốc Tuấn, cửa hàng trưởng, sẽ đại diện lên trao. Về phía cửa hàng điện máy Mùi Phương ở Tân Hà, Liên Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà 2 triệu đồng. Chúng tôi xin được kính mời anh Hoàng Thanh Tùng, đại diện của cửa hàng điện máy Mùi Phương, sẽ lên trao. Chúng tôi xin được mời phần quà 2 triệu đồng đến từ ngân hàng BIDV Tân Hà. Xin được kính mời anh Nguyễn Ngọc Hùng, giám đốc của BIDV Tân Hà sẽ đại diện đơn vị lên trao. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Về phía Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời bác sĩ Bạch Văn Phương, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện sẽ đại diện lên trao. Và về phía cá nhân của bác sĩ Phương cũng có phần quà 200.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời phần quà đến từ gia đình cô Lương Thị Hồng Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Liên Hà, phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Xin kính mời cô. Vâng, xin được cảm ơn cô ạ. Về phía hội phụ huynh lớp 9A2 trường trung học cơ sở Liên Hà cũng có phần quà 1.340.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Và chúng tôi xin được kính mời anh Nguyễn Đình Trình, đại diện cho hội phụ huynh trường trung học cơ sở Liên Hà sẽ lên trao. Và cá nhân anh Nguyễn Đình Trình cũng có phần quà 200.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh. Vâng, xin được cảm ơn anh. Về phía hội phụ huynh lớp 7A4 trường trung học cơ sở Liên Hà ngày hôm nay có phần quà 660.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời anh Đỗ Nhân Quyết, chi hội trưởng chi hội phụ huynh học sinh lớp 7A4 sẽ đại diện lên trao. Và cá nhân của anh Đỗ Nhân Quyết cũng có phần quà 200.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh. Và kèm theo đó, anh Đỗ Nhân Quyết cũng đại diện cho phụ huynh lớp 8A1 trường trung học cơ sở Liên Hà gửi trao đến Ngọc Anh phần quà 1.400.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn anh. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ trường tiểu học Phú Sơn Lâm Hà phần quà 500.000 đồng. Và trường tiểu học Phú Sơn ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng. Xin được kính mời thầy Phạm Ngọc Tuấn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Sơn đại diện lên trao. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà từ đại lý Đoàn Văn Được ở Tân Hải, Liên Hà 200.000 đồng. Gia đình cô Minh Đạt ở Tân Hải, Liên Hà 100.000 đồng. Gia đình cô Tấn Toại ở Phúc Thọ, Liên Hà 100.000 đồng. Gia đình của chú Trần Thanh Liêm ở Liên Hồ, Lâm Hà, Liên Hà 100.000 đồng. Xin được mời đại diện là cô Vũ Thị Thanh Nguyên, giáo viên trường trung học cơ sở Liên Hà sẽ đại diện cho các gia đình lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời phần quà từ đại lý phân bón Hoa Hồng ở Liên Hà, phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ đại lý phân bón Quang Thơm ở Liên Hà, phần quà 1 triệu đồng. Xin mời đại diện của đại lý phân bón Quang Thơm. Vâng, xin được cảm ơn bà. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ cửa hàng vật liệu xây dựng Liêm Anh ở Tân Hà, phần quà 1 triệu đồng. Xin được kính mời chị Hà Tuyết Anh, giáo viên trường trung học cơ sở Liên Hà sẽ đại diện lên trao. Xin được mời phần quà đến từ cửa hàng Công Liên ở Tân Hà, Lâm Hà, phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời ông Trần Công Bảo, đại diện cho cửa hàng Công Liên sẽ lên trao. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ.
Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà từ cô Vân ở thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Phần quà 100.000 đồng. Xin kính mời cô. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà từ nhà xe Thắng Pho ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Phần quà 1 triệu đồng. Tiếp theo là phần quà đến từ gia đình của anh chị Đông Oanh ở Liên Hồ, ngã 9 Liên Hà, phần quà 500.000 đồng. Gia đình anh chị Dũng Trà ở ngã 9 Liên Hà, 100.000 đồng. Gia đình cô Vân Đức ở ngã 9 Liên Hà, 20.000 đồng. Gia đình của em Trung Dậu ở ngã 9 Liên Hà, 100.000 đồng. Gia đình của anh chị Huê Phương ở ngã 9 Liên Hà, 200.000 đồng. Gia đình của anh chị Mạnh Gấm ở ngã 9 Liên Hà, 100.000 đồng. Và xin kính mời đại diện là cô Lương Tuyết Mai, giáo viên trường Liên Hà sẽ lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ doanh nghiệp tư nhân Năm Mão ở Liên Hà, phần quà 1 triệu đồng. Xin kính mời bà Cấn Thị Mão, đại diện cho doanh nghiệp sẽ lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ đại lý Thịnh Trang ở Liên Hà, phần quà 1 triệu đồng. Và xin kính mời chị Nguyễn Thị Trang sẽ đại diện cho đại lý Thịnh Trang lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà của chị Nguyễn Thanh Hằng Vi ở phường 10 Đà Lạt, phần quà 2 triệu đồng. Và về phía trường trung học cơ sở Tân Văn, huyện Lâm Hà cũng có phần quà 500.000 đồng. Và với những phần quà này, chúng tôi xin được kính mời chị Trương Thị Phương Liên sẽ đại diện lên trao. Về phía đảng ủy xã Liên Hà, ngày hôm nay có phần quà 500.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Chúng tôi xin được kính mời ông Phan Đại Thắng, Phó Bí thư đảng ủy xã sẽ đại diện lên trao. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Về phía công đoàn trường trung học cơ sở Liên Hà, ngày hôm nay có phần quà 3 triệu 200.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời thầy Trịnh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch công đoàn của nhà trường lên trao. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Về phía trường tiểu học Hòa Đức 1, ngày hôm nay có phần quà 1 triệu đồng. Chúng tôi xin được kính mời thầy Tạ Đức Anh, tổng phụ trách đội của nhà trường, đại diện lên trao. Vâng, xin được cảm ơn thầy ạ. Và tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ cửa hàng Honda Ngọc Anh, huyện Lâm Hà. Xin được kính mời anh Nguyễn Phúc Thành, đại diện cho Honda Ngọc Anh, huyện Lâm Hà, sẽ lên trao. Và kèm theo phần quà là số tiền 900.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Phúc Thành. Vâng, và cùng với rất là nhiều những phần quà ý nghĩa từ các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái xa gần, thì hôm nay Ngọc Anh còn được đón nhận rất là nhiều những tình yêu thương, sự sẻ chia của biết bao bạn học trò nơi mà Ngọc Anh đang cùng theo học và của các thầy cô giáo đã dìu dắt em trong những năm tháng qua. Và chúng tôi xin được tiếp tục kính mời những phần quà đến từ trường trung học cơ sở Hòa Lạc, phần quà 300.000 đồng, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng 500.000 đồng. Cô Hà, tổng phụ trách của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng cũng có phần quà 200.000 đồng. Và xin kính mời đại diện của nhà trường lên trao. Vâng, xin được cảm ơn cô. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện của phụ huynh lớp 6A4 ngày hôm nay cũng có phần quà là 680.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh. Rồi, xin cảm ơn con. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện của lớp 9A4 phần quà 1 triệu đồng. Xin được mời đại diện của lớp 9A4 sẽ lên trao đến Ngọc Anh của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn chị. Về phía cửa hàng điện tử Xuân Trường ở Liên Hà, ngày hôm nay có phần quà 200.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời đại diện của cửa hàng điện tử Xuân Trường lên trao. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ Hội Phụ huynh lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Liên Hà, phần quà 1 triệu 380.000 đồng. Rồi, xin cảm ơn em. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện của Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Hà, phần quà 2 triệu đồng. Xin được kính mời ông Nguyễn Anh Đức, thành viên Hội đồng Quản trị của Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Hà, lên trao. Xin được mời phần quà đến từ gia đình của ông Ngô Văn Nghề ở Liên Hà, phần quà 200.000 đồng. Vâng, xin được mời đại diện của nhóm anh chị em Hoa Lan ở huyện Lâm Hà, ngày hôm nay cũng có phần quà là 16 triệu 700 ngàn đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Chúng tôi xin được kính mời anh Nguyễn Đình Hưởng, đại diện cho anh chị em nhóm Hoa Lan sẽ lên trao.
Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ bác Hùng Nga, cửa hàng thuốc Tây số 4 ở Tân Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin được mời đại diện của phụ huynh lớp 8A4, phần quà 670.000 đồng. Tiếp theo, xin được mời đại diện của học sinh lớp 8A4, phần quà 600.000 đồng. Xin được mời đại diện của liên đội trường trung học cơ sở Phúc Thọ, phần quà 1.540.000 đồng. Tiếp theo, xin được mời đại diện của trường tiểu học Láng Chanh 1, phần quà 700.000 đồng. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Tiếp theo, xin được mời phần quà đến từ trường tiểu học Phúc Thọ 1, phần quà 500.000 đồng. Xin mời đại diện của nhà trường. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Xin được mời đại diện của lớp 6A1, phần quà 1.100.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn chị. Tiếp theo, xin được mời phần quà đến từ đại lý phân bón Viết Hậu, phần quà 1.000.000 đồng. Xin kính mời cô Đoàn Thị Viết, đại diện cho đại lý Viết Hậu lên trao. Vâng, xin được cảm ơn chị. Xin được mời cô Thuyết ở trường tiểu học Láng Chanh 1 ngày hôm nay cũng có phần quà 300.000 đồng gửi trao đến Ngọc Anh. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà, phần quà 1.000.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hà sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời phụ huynh của em Vũ Gia Tường, lớp 7A4. Ngày hôm nay cũng có phần quà 300.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn chị. Xin được mời phần quà đến từ phụ huynh của lớp 8A3, phần quà 1.005.000 đồng. Cảm ơn em. Về phía trường tiểu học Hoài Đức 1, phần quà 1.000.000 đồng. Chúng tôi xin được kính mời đại diện của trường tiểu học Hoài Đức lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được kính mời phần quà đến từ đoàn xã Liên Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin được kính mời chị Nguyễn Anh Thư, Phó Bí thư đoàn xã sẽ đại diện lên trao. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ nhóm Hoa Lan Hướng Bin, phần quà là một bàn học. Xin được mời đại diện của nhóm sẽ lên trao ạ. Vâng, với phần quà rất là nhiều ý nghĩa này thì chắc chắn là Ngọc Anh của chúng ta sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ đại lý Tuyến Ngân, phần quà 500.000 đồng. Cảm ơn em. Về phía nhà hàng tiệc cưới Huy Nguyệt ở Tân Hà ngày hôm nay cũng có phần quà 1.000.000 đồng. Xin được mời đại diện của nhà hàng tiệc cưới Huy Nguyệt lên trao. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Chúng tôi xin được mời tiếp theo phần quà đến từ gia đình của anh chị Cường Lương ở Tân Hà, phần quà 500.000 đồng. Xin mời đại diện gia đình lên trao. Vâng, xin cảm ơn chị. Xin được mời phần quà đến từ anh Ngô Văn Phương ở thị trấn Đinh Văn, phần quà 500.000 đồng. Và ngày hôm nay thì anh Ngô Văn Phương cũng gửi trao đến cho Ngọc Anh của chúng ta phần quà là một chiếc xe đạp. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ gia đình anh chị Thư, Phó Bí thư đoàn xã, phần quà 500.000 đồng. Vâng, xin cảm ơn chị. Về phía quán karaoke Trung Vi ở Tân Hà ngày hôm nay có phần quà 1.000.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ karaoke Nhật Nghĩa ở Tân Hà, phần quà 500.000 đồng. Tiếp theo, chúng tôi xin được mời phần quà đến từ liên đội trường tiểu học Tân Hà 2, phần quà 1.000.000 đồng. Xin được kính mời thầy Ngô Đức Thế Anh, bí thư đoàn của nhà trường sẽ lên trao ạ. Vâng, xin được cảm ơn thầy. Tiếp theo, xin được mời phần quà đến từ phòng nội vụ huyện Lâm Hà, phần quà 500.000 đồng. Chúng tôi xin kính mời bà Nguyễn Thị Năm, đại diện cho đơn vị sẽ lên trao. Vâng, xin được cảm ơn bà. Và tiếp theo đây là phần quà đến từ các lớp của trường Liên Hà. Xin được mời đại diện của lớp 8A1, phần quà 250.000 đồng. Xin được mời đại diện của lớp 6A3, phần quà 1.390.000 đồng. Xin được mời đại diện của lớp 8A2, phần quà 1.130.000 đồng.
xin được mời đại diện của lớp 7A3 phần quà 950.000 đồng. Xin được mời đại diện của lớp 7A1 phần quà 960.000 đồng. Xin được mời đại diện của lớp 6A2 phần quà 1.520.000 đồng. Xin được mời lớp 7A2 phần quà 810.000 đồng. Xin được mời đại diện của phụ huynh lớp 9A1 phần quà 1.560.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn các em học sinh, xin được cảm ơn các bậc phụ huynh rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn đại diện của phụ huynh lớp 9A1, xin cảm ơn chú. Vâng, và chúng tôi xin được tiếp tục kính mời nhóm thiện nguyện Hiểu Được Trái Tim ở huyện Lâm Hà. Ngày hôm nay cũng có phần quà 500.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh. Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Vâng, và chúng tôi xin được tiếp tục mời gia đình anh Nguyễn Văn Lợi. Ngày hôm nay cũng có phần quà 400.000 đồng gửi tặng đến Ngọc Anh của chúng ta. Cô cảm ơn con. Và tiếp theo, chúng tôi xin được tiếp tục công bố những phần quà của các cá nhân, đơn vị hảo tâm tại địa phương ngày hôm nay cũng gửi trao đến Ngọc Anh, bông hoa cúc trắng của chương trình. Gia đình Bắc Thùy ở Liên Hà 2, 200.000 đồng. MC Kiều Nga, Tân Hà, 500.000 đồng. Anh Lê Quang Thoại ở Tân Hà, 500.000 đồng. Cửa hàng nội thất Tâm Hùng, 200.000 đồng. Cửa hàng vật liệu xây dựng Lương Hải ở Hoài Đức, 200.000 đồng. Cửa hàng phân bón thuốc bảo vệ thực vật Hằng Nghĩa ở Hoài Đức, 400.000 đồng. Gia đình anh Vũ Duy Văn ở Tân Hà, 500.000 đồng. Trường Trung học Phổ thông Thăng Long, Lâm Hà, 500.000 đồng. Chị Thùy, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, 300.000 đồng. Liên đội trường tiểu học Đạ Rờ Cố, 500.000 đồng. Cô Trần Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà, 300.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Mai Toản, 500.000 đồng. Trường Trung học Cơ sở Tân Hà, 500.000 đồng. Trường Tiểu học Đinh Văn Hai, 300.000 đồng. Trường Mầm Non Sơn Ca, 500.000 đồng. Đại lý phân bón Dũng Loan ở đường Thông Tân Hà, 500.000 đồng. Nhà hàng tiệc cưới Hoang Thanh, 500.000 đồng. Gia đình cô giáo Hạnh, Trường Tiểu học Láng Tranh 1, 200.000 đồng. Trường Tiểu học Đinh Văn 1, 300.000 đồng. Trường Tiểu học Phúc Thọ 2, 300.000 đồng. La Ha Cà Phê ở Tân Hà, 200.000 đồng. Anh Cường, tổng phụ trách của trường Hoài Đức 2, 200.000 đồng. Liên đội trường Trung học Cơ sở Hoài Đức, 500.000 đồng. Thầy Dũng ở trường Trung học Phổ thông Tân Hà, 200.000 đồng. Nhà máy Minh Nguyệt, 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu, giáo viên trường Tiểu học Đông Thanh, 100.000 đồng. Ông Trần Quang Đàn, công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, 200.000 đồng. Cô Nguyệt, giáo viên trường Trung học Cơ sở Tân Hội Đức Trọng, 200.000 đồng. Gia đình anh chị Hải Sơn ở Đà Lạt, 200.000 đồng. Cá nhân chị Phạm Thúy Hằng ở huyện Đoàn Lâm Hà, 300.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Tâm Phát ở Tân Hà, 300.000 đồng. Liên đội trường Tiểu học Phi Tô, 200.000 đồng. Liên đội trường Trung học Cơ sở Phi Tô, 200.000 đồng. Trường Trung học Cơ sở Từ Liêm, 500.000 đồng. Trường Tiểu học Gia Lâm, 300.000 đồng. Trường Trung học Cơ sở Võ Thị Sáu, 500.000 đồng. Thầy cô Nguyễn Xuân Hoàng, giáo viên trường Trung học Cơ sở Tân Hà, 200.000 đồng. Cửa hàng Tư Sự ở Tân Văn, 500.000 đồng. Gia đình của chị Võ Thị Vân, giáo viên trường Trung học Cơ sở Tân Hà, 200.000 đồng. Gia đình của anh Minh Đức, giáo viên trường Trung học Cơ sở Phú Sơn, 100.000 đồng. Cửa hàng Thắng Tình ở Tân Hà, 500.000 đồng. Trường Trung học Cơ sở Nam Hà, 300.000 đồng. Anh Lộc ở Tân Kết, Liên Hà, 100.000 đồng. Cô Liễu ở trường Tiểu học Láng Tranh 1, 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tăng Trang ở Liên Hà, 1 triệu đồng. Cô Mai, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, huyện Lâm Hà, 200.000 đồng. Chị Nụ Trình Công ở Liên Hà, 100.000 đồng. Đại lý tư nhân Phương Lan, 500.000 đồng. Bà Chung ở Lâm Hà, xã Liên Hà, 200.000 đồng. Cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật Lâm Giang ở Tân Hà, 500.000 đồng. Cô Trang ở Liên Hà 2, xã Liên Hà, 100.000 đồng. Chị Ngân ở Liên Hà 1, xã Liên Hà, 500.000 đồng. Gia đình cô giáo Tú Anh, trường Tiểu học Tân Hà 2, 200.000 đồng. Gia đình cô giáo Minh Hải, trường Tiểu học Tân Hà 2, 200.000 đồng. Đại lý phân bón Thúy Tiệp ở khu chợ Tân Hà, 500.000 đồng. Cửa hàng vật liệu xây dựng Hòa Phong ở Tân Hà, 1 triệu đồng. Trường Trung học Cơ sở Gia Lâm, 500.000 đồng. Chị Lê Thị Thùy Giang ở Liên Hồ, 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền ở Đinh Văn, 200.000 đồng. Chị Đỗ Thị Thúy Hà ở Bình Dương, 500.000 đồng. Cửa hàng điện máy Minh Sang ở Tân Hà, 500.000 đồng. Anh Đỗ Văn Tuấn
Điện lực Lâm Hà 500.000 đồng, phòng khám bác sĩ Nguyễn Khắc Thôi ở Tân Hà 500.000 đồng, trường tiểu học Trần Quốc Toản 200.000 đồng, đại lý vé máy bay Minh Hoài ở Tân Hà 500.000 đồng, chú Phong, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Liên Hà 200.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đinh Văn Ba 500.000 đồng, liên đội trường tiểu học Láng Tranh 2 1.000.000 đồng, cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật Anh Đức ở ngã ba Liên Hà 1.000.000 đồng, liên đội trường trung học cơ sở Tân Thanh 500.000 đồng, liên đội trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Lâm Hà 300.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đan Phượng 1 500.000 đồng. Anh Đinh Mạnh Tuân ở Điện lực Lâm Hà 100.000 đồng, chị Trương Thị Thanh Nhàn ở Tân Văn 100.000 đồng, gia đình anh chị Trung Triều 200.000 đồng, cô Thơm, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lâm Hà 300.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Tùng Lâm ở Hòa Đức 200.000 đồng, cửa hàng Hòa Hảo ở Hoài Đức 100.000 đồng, đại lý phân bón Tiến Dũng ở Hoài Đức 100.000 đồng, cửa hàng Tuấn Hải ở Tân Hà 200.000 đồng, đại lý phân bón Thành Yến 500.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đinh Văn Năm 300.000 đồng, liên đội trường tiểu học Đạ Nung 300.000 đồng, liên đội trường tiểu học Tân Văn Ba 300.000 đồng, cửa hàng Thiệp Cưới Trúc Nghĩa ở Đắk Lắk 500.000 đồng, nhà hàng Bình Minh ở Tân Hà 1.000.000 đồng, cửa hàng máy in Ngọc Việt ở thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, chị Tuyết ở hiệu thuốc Tây 89 ở Tân Hà 500.000 đồng, cô Thanh Thúy bán trái cây ở cổng chợ Tân Hà 500.000 đồng, nhà hàng Nga Mi ở Tân Hà 500.000 đồng, thầy cô Hải Ánh ở trường trung học cơ sở Tân Hà 200.000 đồng, anh Nguyễn Đăng Thi ở Liên Hà 2 100.000 đồng, anh Nguyễn Văn Tám ở Liên Hà 2 100.000 đồng, chi hội cựu chiến binh Liên Hà 2 100.000 đồng, chi hội phụ nữ Liên Hà 2 200.000 đồng, ban quản lý thôn Liên Hà 2 200.000 đồng, anh Vương Đăng Thắng ở Liên Hà 2 50.000 đồng, anh Nguyễn Văn Trung ở Liên Hà 2 50.000 đồng, gia đình anh chị Nguyễn Minh Phương ở Liên Hà 2 50.000 đồng, chi hội người cao tuổi Liên Hà 2 100.000 đồng, anh Đoàn Văn Huấn ở Liên Hà 2 100.000 đồng, anh Nguyễn Văn Tiến ở Liên Hà 2 100.000 đồng, anh Đinh Văn Bách ở Liên Hà 2 100.000 đồng, cửa hàng phân bón Tuyết Luân ở Đan Phượng 500.000 đồng, cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp Công Vui 100.000 đồng, anh chị Hiển Hiền ở Tân Hà 100.000 đồng, cô Kim Anh ở chợ Tân Hà 100.000 đồng, ban nhạc Huy Tới ở Tân Hà 500.000 đồng, anh Đặng Trung Văn ở Liên Hà 200.000 đồng, trường tiểu học Hai Bà Trưng 300.000 đồng, cô Trang cửa hàng mỹ phẩm ở chợ Tân Hà 200.000 đồng, thầy Khiêm trường trung học cơ sở Liên Hà 200.000 đồng, chị Thảo ở trường Láng Tranh 2 200.000 đồng, cô Hoa ở ngã ba đường Thông 100.000 đồng, cửa hàng vật liệu xây dựng Hà Quân ở Liên Hà 1.000.000 đồng, cô Thùy ở trường mẫu giáo Liên Hà 200.000 đồng, cô Thủy ở ngân hàng chính sách huyện Lâm Hà 200.000 đồng, ngân hàng chính sách xã hội huyện Lâm Hà 300.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Xuân Nhâm 1.000.000 đồng, gia đình anh chị Sơn Bình ở Tân Kết Liên Hà 200.000 đồng, chi đoàn trường mầm non Sơn Ca ở Liên Hà 200.000 đồng, hội chữ thập đỏ xã Liên Hà 200.000 đồng, chị Hồng ở thôn Thạch Hà 200.000 đồng, chị Hà ở thôn Thạch Hà 100.000 đồng, nhóm văn nghệ lớp 7 98.000 đồng, chị Nguyễn Thanh Hà 100.000 đồng và nhóm văn nghệ lớp 6 63.000 đồng. Ông Nguyễn Huyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lâm Hà 500.000 đồng, công ty Lavi Taxi ở Tân Hà 500.000 đồng và một phần quà. Vâng, kính thưa quý vị, và cùng đồng hành với chương trình Hoa Cúc Trắng trong suốt thời gian qua cũng có rất là nhiều những tấm lòng nhân ái gần xa. Tuy hôm nay không trực tiếp đến được với chương trình, nhưng thông qua chương trình họ cũng đã gửi gắm rất là nhiều yêu thương và sự sẻ chia để tiếp sức cho những học sinh nghèo được đến trường. Và chúng tôi xin được tiếp tục công bố danh sách ủng hộ cho nhân vật Hoa Cúc Trắng của chương trình. Quỹ bảo trợ trẻ em Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng 1.000.000 đồng, công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng 1.000.000 đồng, anh Sinh Đá Granite ở đường 3 tháng 2 Đà Lạt 1.000.000 đồng, gia đình anh Châu Karaoke Sắc Màu Cuộc Sống đường Hai Bà Trưng Đà Lạt 500.000 đồng, nhà may Hữu Dư số 32 Hàng Thuyên Đà Lạt 500.000 đồng, nhà thuốc Nhân Hòa chợ Đà Lạt 500.000 đồng, công ty cổ phần dược Nadofa Lâm Đồng 1.000.000 đồng, em Minh Mẫn ở 7A Nguyễn Biểu Đà Lạt 400.000 đồng, cô Võ Thị Thu Thảo ở Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng 300.000 đồng, gia đình cô Cam ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, chị Thủy Tâm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Thu bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Khánh ở khu B chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Lệ bán heo quay ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Hương bán thịt bò ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, quầy cơm Khánh Linh ở chợ Đà Lạt 300.000 đồng, bác Hiệp ở 52 Tràng Trình Đà Lạt 100.000 đồng, dì Thương ở đường Phan Đình Phùng Đà Lạt 200.000 đồng, anh Đoàn ban quản lý chợ Đà Lạt 200.000 đồng, chị Kiều ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng.
Chị Chi ở đường Trạng Trình Đà Lạt 100.000 đồng, quầy trái cây Liên Bích chợ Đà Lạt 500.000 đồng, em Đàm Hải Đăng ở 33 Quang Trung Đà Lạt 100.000 đồng, ông bà Thân Dữ ở đường Lữ Gia Đà Lạt 100.000 đồng, một cô ở phường 9 Đà Lạt 100.000 đồng, quán Hoa Sữa ở đường Tăng Bạc Hổ Đà Lạt 400.000 đồng, em Nguyễn Đào Đức Nguyên lớp 3A trường Đoàn Thị Điểm 200.000 đồng, Giò Chả Quốc Hương Đà Lạt 200.000 đồng, cửa hàng điện máy Trần Trung đường 3 tháng 2 và khu Hòa Bình Đà Lạt 500.000 đồng, chị Lâm Ngọc Trầm quán cơm Đức Hoàng Đà Lạt 500.000 đồng, chị Trần Thị Lệ Thùy quán Cu Đức Đà Lạt 400.000 đồng, chị Trần Thị Tiêu khu quy hoạch Phan Đình Phùng Đà Lạt 100.000 đồng, cô Tuyết bán chè ở chợ Bùi Thị Xuân 200.000 đồng, cô Nguyễn Thị Lộc ở 27 bis Ngô Thụy Sĩ 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Xuân Yến ở Đà Lạt 100.000 đồng, cháu Hoàng Khải Minh ở Đà Lạt 100.000 đồng, anh Tư ở đường Hà Huy Tập Đà Lạt 100.000 đồng, anh chị Thi Cương ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Trang Thiện ở chợ mới Đà Lạt 300.000 đồng, anh chị Nghi Đại ở chợ mới Đà Lạt 200.000 đồng, anh chị Thắng Diệu ở chợ Đà Lạt 200.000 đồng, cô gái bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Ngọc bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Thanh Thanh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Sen Thủy bán tôm ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, chị Ánh bán cá tươi ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô bé Tài bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Thanh Nhã Mai Cương ở 66 An Tôn Đà Lạt 100.000 đồng, hai bé Hồng Hạnh Hồng Đức ở 77 Mậu Tâm Đà Lạt 100.000 đồng, bốn bé là Louis, Tony, Harry và bé Chip ở 40 Phan Bội Châu Đà Lạt 300.000 đồng, ba bé là Bảo My, Bảo Hân, Bảo Trân ở 17/9 đường Mai Hắc Đế 200.000 đồng, cô Tý bán rau ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Phương Thảo ở đường Vạn Hạnh Đà Lạt 300.000 đồng, cô Vũ Thị Ngọc ở Đà Lạt 100.000 đồng, chi hội từ thiện Ái Tâm 300.000 đồng, nhà xe Lan Dâu 300.000 đồng, cô Thu ở phường 2 Đà Lạt 200.000 đồng, bà Ngô Thị Hòa ở 30 Võ Thị Sáu Đà Lạt 100.000 đồng, chị Lan Anh Nghĩa lò mứt dâu Toàn Thắng ở Đà Lạt 500.000 đồng, thượng tọa Thích Viên Thanh thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt 1.000.000 đồng, chị Cúc nhà may Cúc 500.000 đồng, anh Hồ Văn Võ Ngọc shop Smile đường Phan Đình Phùng 300.000 đồng, bà Trương Thị Châu ở số 9A Hai Bà Trưng Đà Lạt 100.000 đồng, cô Nguyễn Thị Liêm ở 54 Phan Đình Phùng Đà Lạt 250.000 đồng, bà Nguyễn Thị Loan ở 51/2 đường Phan Đình Phùng 200.000 đồng, chú Tài An ở Bảo Lộc 300.000 đồng, chùa Phước Đức ở Khe Sanh Đà Lạt 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Liễu 300.000 đồng, cà phê Gái Sang ở Bảo Thuận Di Linh 500.000 đồng, ban tịnh độ Phật tử chùa Linh Sơn 500.000 đồng, nhà hàng Thảo Nguyên ở Đà Lạt 500.000 đồng, nhóm giáo viên hưu trí trường Trung học cơ sở Lam Sơn Đà Lạt 500.000 đồng, một chị ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, một anh ở Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng 100.000 đồng, em Trương Quang Hùng cựu học sinh trường Chuyên Thăng Long Đà Lạt 200.000 đồng, mì Quảng Hằng ở đường Trần Quý Cáp thành phố Đà Lạt 300.000 đồng, quầy sách báo Minh Cúc ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng, quầy bánh kẹo Nhinh ở chợ Liên Nghĩa 300.000 đồng, chị Xuyên ở chợ Liên Nghĩa 200.000 đồng, chị Nguyệt Chi ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, anh chị Huy Thoa ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, chị Bích ở chợ Liên Nghĩa 50.000 đồng, anh Chương ở chợ Đà Lạt 100.000 đồng, cô Lưu Thị Giỏi ở đường Cổ Loa Đà Lạt 200.000 đồng, tập thể cán bộ nhân viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Phương 200.000 đồng, cô Vũ Thị Hương ở phường 5 Đà Lạt 200.000 đồng, cô Mai Cát Tường ở đường 3 tháng 2 thành phố Đà Lạt 500.000 đồng. Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là đến lúc này, những phần quà đã được trao tặng đến tay của Ngọc Anh, bông hoa cúc trắng của chương trình chúng ta. Xin một tràng pháo tay thật lớn để động viên và khích lệ cho em ạ. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đang hiện diện tại đây trong chương trình trao học bổng hoa cúc trắng ngày hôm nay, cũng như những tấm lòng nhân ái gần xa đã luôn đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Chương trình Hoa Cúc Trắng do Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.